Chào tất cả các bạn, mình tên là Nam Phong. Năm nay mình 11 tuổi, học ở trường tiểu học Sài Đồng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bài thuyết trình của mình. Đầu tiên, con robot này sẽ hỏi là tên của bạn là gì? Mình sẽ nhập một cái tên của mình sẽ nhập cái tên của mình vào. Rồi nó sẽ hỏi là bạn bao nhiêu tuổi. Mình cũng sẽ tự nhập tên của mình. Rồi con robot này nó sẽ hỏi là bạn đang làm gì? Rồi con robot này cũng sẽ hỏi là bạn ở đâu, thì mình sẽ trả lời là mình ở nhà. Con robot này sẽ tiếp tục hỏi là bạn là người nước nào? Câu hỏi cuối của con robot này là bạn thích gì? Rồi nó sẽ quay lưng đi và hết ạ. Cảm ơn mọi người đã xem bài thuyết trình của mình. Mời bạn chia sẻ về ý tưởng của chương trình. Ý tưởng của chương trình này là mình có một đứa em rất là hay hỏi mẫn, nên là mình đã lập trình cho nó như kiểu đó là một đứa em vậy. Lo là không lập trình với em ạ. Bạn thực hiện dự án này trong thời gian là bao lâu? Là nửa tiếng ạ. Hành động cuối cùng, đôi khi robot đặt câu hỏi xong thì nó sẽ xoay đúng không? Vâng. Bạn sử dụng cố lệnh gì? À, ở đây có những trang phục là con robot, có những trang phục con robot nó xoay những góc khác và cử động khác, nên là mình đã sử dụng những cố lệnh này. Đầu tiên là A thì nó sẽ thành kiểu này, còn B thì ở dưới đây nó sẽ là xoay khoảng 45 độ. Bạn có thêm ý tưởng sáng tạo nào cho dự án được không? Chắc là không, nếu như mà có thời gian thì mình sẽ làm một cái khác, là cái trò chơi giấc ngủ này. Bạn có thể giới thiệu luôn về trò chơi giấc ngủ để mọi người cùng biết. Nó là trò chơi chuyện đánh nhau rồi ạ. Nhưng mà nó là cái nhân vật chính này là sẽ đi vào trong giấc ngủ của mình. Rồi, bạn có thể chạy thử chương trình. Nào, bạn mô tả chi tiết về cái chương trình dự án sáng tạo số 2 của bạn nào. Mỗi tội nó đang bị lỗi, Bạn cứ trình bày ra. mỗi khi nhân vật này đến con này thì con này sẽ không thể nào di chuyển được, nên là đây là một cái lỗi mình vẫn chưa thể khắc phục được, nên là không trình chiếu được. Thế ở bài này thì bạn đã vận dụng những kiến thức, những khổ lệnh nào? Là máu của người chơi này sẽ là 100. Và đầu đầu tiên đó chính là một cái chỉ là cái đoạn di chuyển để thành một đoạn phim thôi, và đến cuối thì mình mới có thể bắt đầu di chuyển đối tượng mi này được, và mỗi khi chạm vào nhân vật Space 2 thì mình sẽ bị mất máu. Nhân vật Space 2 thì được triệu triệu hồi ở bất điểm X là 100,
và y lấy ngẫu nhiên từ một âm 180 đến 180 và có tốc độ di chuyển là 2 bước về phía đối tượng mi. Bạn có muốn chia sẻ điều gì nữa không? Ừ, không À, bước cuối cùng là gì nhỉ? ạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem dự án của mình ngày hôm nay. Rồi, cảm Chào ơn tạm biệt. Nam Phong. À, cô mời các bạn trong lớp góp ý nhận xét bài của bạn nào. Mời Linh Đan. Hôm nay cô là con thấy bài trình của bạn, bạn thuyết trình tự tin. Bài của bạn đã hoàn thành nhưng con nghĩ bài của bạn cho thêm phông nền thì sẽ sống động hơn. Ừ. Ở cái dự án robot hỏi nhiều ấy thì các bạn thấy rằng là nó khá là đơn giản đúng không? Bởi vì nó có một cái hành động là hỏi, sau đó người chơi nhập câu trả lời và hành động cuối cùng là nhân vật chuyển trang phục. Tức là nó chưa vận dụng toàn bộ các cái kiến thức mà mình đã học ở trong cái dự án trước, ví dụ như là khố lệnh xoay này, rồi sự kiện đổi phông nền này, rồi tính năng khi bấm vào nhân vật này. Hoặc là các cái khố lệnh ví dụ như chuyển động này đó, thì mình cái này hôm trước cô cũng nhận xét rồi, là cô bảo là đơn giản quá, mình cần bổ sung thêm cái phần chuyển động nhưng mà bạn chưa làm. Thì sau đó là cô có gợi mở thì bạn đã chia sẻ cái dự án số 2. Dự án số 2 đã có sự chuyển động rồi đúng không? Thế bây giờ Nam Phong lưu ý nhé, ở trong cái dự án robot này thì mình sau bài thuyết trình này các bạn thì con có thể con sáng tạo thêm về những cái hoạt động di chuyển. Ví dụ mình cho thêm một con robot nữa để hai con robot đấy nó sẽ hội thoại với nhau, hoặc là mình cho nó có cái hoạt động di chuyển đến vị trí này rồi đổi phông nền này. Ví dụ đầu tiên là đang ở một cái không gian nào đó này, thì sau khi mà nhân vật nói hội thoại xong thì nó chuyển sang một cái phông nền khác này, được không? Vâng ạ. Rồi. Thế còn về cái phần trình bày của Nam Phong thì bạn nói tự tin này, diễn đạt rất là lưu loát rõ ràng đúng không? Duy chỉ có cái phần dự án là cô muốn góp ý thêm một số cái yêu cầu như thế nữa thôi. Bạn Nam Phong thì ở nhà bạn ấy cũng làm rất là nhiều dự án đúng không? Cô thấy là có cả cái dự án gì liên quan đến Minecraft đúng không? Ừ, không, dự án đấy là con làm cho vui luôn, mẹ con cầm chơi game thì cô làm cái đấy để thay cái game. Thế mình có thể làm hoàn toàn làm nhiều những cái dự án sáng tạo khác nhau tùy theo cái sở thích của mình, theo những cái chủ đề mà mình yêu thích đúng không, vận dụng những cái khối lệnh mà mình đã học, thì như vậy thì mình sẽ nắm vững kiến thức hơn. Vâng ạ.